Một vài cái chia sẻ ha, suy nghĩ của anh chị trong cái buổi lễ ngày hôm qua. Và bây giờ thì anh chị xin kính chào quý ông bà, quý cô chú bác, quý anh chị, các bạn thân hữu, chiến hữu, những khán giả thân thương của chương trình Tâm Thức Việt trên cả hai nền tảng YouTube và Facebook. Hôm nay anh chị trở lại với chương trình livestream của mình với chủ đề có 2 triệu bạc à, liệu có hoàn lương nổi không? Tại vì có một cái bản tin là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị là sẽ hỗ trợ cho thanh thiếu niên hư hỏng, bỏ học hay là những cô gái bán hoa rồi đó, số tiền 2 triệu để học nghề, để hoàn lương. Thì một chốc nữa cái điều này thì anh chị nghĩ rằng là anh chị nói sẽ không thích hợp bằng là quý vị nói. À, quý vị cho anh chị biết 2 triệu bạc thì quý vị làm được cái gì. Ok. Trong cái bản tin ngày hôm nay thì và trước khi mình đi vào cái chủ đề lớn, mình giải quyết cái chuyện tình Tây Ba, Tây Tư rồi đó. Thì nó có những cái tin nhỏ nhỏ mà anh chị muốn chia sẻ. Quý vị biết cái quê hương xứ sở của mình á, dưới cái sự điều hành lãnh đạo của cái đảng Cộng sản này, nó ngày càng nham nhở. Tại sao? Nó nham nhở là bởi vì nó bị gặm nhấm, nó bị gặm nhấm, nó bị xà xẻo. Quý vị dòm vô một cái đất nước mà chỗ nào quý vị cũng thấy lủng lộ, chỗ nào quý vị cũng thấy lủng lộ hết trơn. Ở những cái bìa biên giới đó thì bị gặm nhấm, thành ra trở nên nó lởm khởm, nó lỉa chĩa, xấu xí. Cái gì mà nó nuốt trọn được thì nó nuốt, còn cái nào mà nó nuốt không trọn được thì nó gặm một chút, nó cắn một miếng. Đó là mình nói ở những cái vùng biên ha. Còn ví dụ mình nói ở bên trong cái đất nước Việt Nam thì quý vị thấy chỗ nào nó đục được là nó đục, chỗ nào nó khoét được là nó khoét. Và như vậy cái thân thể của bà mẹ Việt Nam mình lồi lõm, lủng chỗ này, đục chỗ kia, khoét chỗ nọ. Phải nói rằng mình nhìn một cái thân thể mà nó lỗ không là lỗ như vậy, mình thấy làm sao mà cái sự đổ nát đó, làm sao mình có thể trám cho xuể. Tại vì mình bịt chỗ này, mình trám chỗ này thì nó đục chỗ khác. Quý vị thử dạo một vòng quanh cái đất nước của mình coi, từ Bắc chí Nam. Quý vị sẽ thấy xót xa. Không phải chỉ khi nào mà mình bị moi móc tiền ở trong túi mình. Người ta nói đồng tiền đi liền với khúc ruột. Người ta nói đồng tiền đi liền với khúc ruột, mà không phải chỉ khi nào mà cái khúc ruột của mình trong túi mình bị người ta thò vô người ta móc thì mình mới biết đau xót. Mà quý vị cứ nhìn những cái mà con số nghìn tỷ này nghìn tỷ kia đó, là quý vị phải biết rằng những cái con số đó nó đều liên quan đến mình cả. Chứ không phải là tiền trong nhà băng mình còn 100 triệu, 200 triệu. Đâu mất cắt nào đâu, thành ra đâu có mà của đâu còn sót. Nghĩ như vậy là một cái suy nghĩ rất là nông cạn và một cái nhìn rất là hạn hẹp. Quý vị biết ha, anh Chi chỉ cần rảo một vòng thôi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, là có thể gom về đây cho quý vị được cả đống. Thí dụ tờ báo Người Lao Động hay tờ báo Mới đi, chụp một tấm hình đăng lên. Mở cái hình lên xem nào. À, cận cảnh bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An được đầu tư với con số bao nhiêu? 1.300 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động, mặc dù nó đã khánh thành cách đây 6 năm, và 2018, và bây giờ là chuẩn bị qua 2024 rồi. Gần 6 năm trời trôi qua mà một cái bệnh viện đa khoa ở Nghệ An 1.300 tỷ. Mà quý vị biết là Nghệ An là một trong những cái tỉnh nghèo á, đúng không? Thanh Hóa, Nghệ An, rồi Quảng Trị rồi này kia là một trong những cái tỉnh mà nghèo nghèo nhất nước, không có năm nào mà không cứu đói gạo. Và quý vị thấy xây dựng một cái bệnh viện thay vì phải phải vất vả hoặc là chạy ra Hà Nội hoặc là chạy vào Đà Nẵng hay đi vô Sài Gòn chữa chữa bệnh, thì bây giờ bỏ ra 1.300 tỷ đồng để xây một cái bệnh viện mà 6 năm rồi chưa thể đi vào hoạt động. Tại sao? Tại sao thì bây giờ cứ mò lên trên báo, coi mấy ông mấy bà giải thích, coi là tại sao.
Rồi, hình ảnh này. Đây là hình ảnh lấy từ báo Tuổi Trẻ hả? Tờ Tuổi Trẻ, tờ Thanh Niên, tờ Người Lao Động cũng đều đưa tin. Nhà máy xử lý rác thải Phương Đình nằm ở ngoại ô Hà Nội đắp chiếu đến mức hoen rỉ xuống cấp. Trong khi đó, cái nhà máy xử lý này, rác thải này, nó có tổng kinh phí đầu tư lên đến hơn 700 tỷ đồng. Tại sao nằm đó đắp chiếu cho đến hoen rỉ luôn, xuống cấp luôn? Tại sao vậy? Tại sao không đưa nó vào hoạt động? Mà trong khi quý vị thấy có những lúc một cái tình trạng rác rến ở Hà Nội nó hôi thối, nó bốc mùi. Nó bốc mùi mà thiếu điều là muốn ngang ngửa cái Ba Đình luôn. Phải không? Mà tại sao cái nhà máy xử lý rác thải này thì lại bỏ hoang phí như vậy? Mà nói chung mà bây giờ báo mới đưa. Bây giờ báo mới đưa tin cái này. Thì trên thực tế là cái gì? Người ta đã tháo nó ra, người ta bán sắt vụn, người ta dở dần hết rồi. Và thay vì là một cái nhà máy xử lý rác thải cho thành phố đi, thì bây giờ người ta tháo dần tháo mòn, cái gì bán được người ta bán. Bây giờ chỉ còn là một cái nhà máy xử lý rác thải nhỏ nhỏ thôi, ở giữa cái khu dân cư này mà thôi. Và được biết cái nhà máy rác Đình Phương này đó là do nhà thầu Trung Cộng lắp đặt theo cái công nghệ lò Martin của Đức nha. Nhưng mà nó lại mẹ đốt được một tháng rác á, thì nghỉ ba hết 3 tháng bảo dưỡng. Có nghĩa là làm việc một tháng thì phải nghỉ 3 tháng để mà bảo dưỡng mới lấy lại được sức lực. Như vậy thì 1 năm nó hoạt động được mấy tháng? Mẹ 1 năm có 12 tháng à. Mà cứ làm 1 tháng thì nghỉ 3 tháng, như vậy thì cái nhà máy xử lý rác thải này 1 năm nó hoạt động được chừng 4 lần chứ mấy. Đây, hình ảnh trên màn hình của quý vị là lấy từ báo Nhân dân, báo Lao động và VN Express. Là cái gì? Dự án xây dựng bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Giá trị gần 2.000 tỷ đồng luôn. Đang xây dựng nha. Nhưng mà sau 6 năm thi công thì tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu á, mới thực hiện đạt được mới có 21% à. Và phải tạm ngưng xây dựng gần 2 năm rồi. Tại sao vậy? Cái dự án cái bệnh viện ung bướu này ở Cần Thơ là coi như cũng tròm trèm gần 2.000 tỷ chứ bộ. Và đương nhiên là phải giải ngân như thế nào rồi thì người ta mới bắt tay vào, mới xây dựng thành một cái khối như vậy. Nói chung một cái dự án 100% mà bây giờ nó mới làm được có 1/5 dự án, mới có 21% thôi. Rồi nó mà xây, quý vị thấy một cái dự án mà 2.000 tỷ mà bây giờ nó mới làm được có 1/5 cái dự án. Mình nói nếu mà một cách trung thực thì nó cũng ngắt ra được vài trăm tỷ rồi gì. Nhưng mà mới xây dựng được có một đống vậy thôi. 6 năm trời mới xây được một cái đống đó đó. Nhưng mà cả 2 năm nay nó ngưng rồi. Nó không xây nữa, lý do gì? Lý do gì thì chúng không nói. Như vậy thì cái việc này trách nhiệm thuộc về ai? Bên chủ đầu tư không mới giải ngân hay là bên nhà thầu, bên xây dựng. Và cuối cùng thì ông Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ trả lời phỏng vấn của báo bảo rằng là để tiếp tục hoàn thành cái công trình này thì cần phải sử dụng nguồn vốn khác. Không bao giờ mà tính toán cái gì ngay từ đầu. Quý vị biết không, một cái công trình, một cái dự án gì bên này cũng vậy ha. Đầu tiên hết là người ta phải khảo sát cái khu vực. Xong rồi người ta phải tính toán đến cái chuyện đền bù, giải tỏa nếu cần thiết. Tức là khi họ lên cái dự án, trước khi mà được nhà nước phê duyệt á, tôi nói cho quý vị nghe, ở Việt Nam mình người ta làm ngược ngạo không à. Ở bên đây á, quý vị lên một cái dự án, thì trong cái dự án đó quý vị phải có những cái nghiên cứu tài chánh, nghiên cứu tính khả thi, nghiên cứu tác động môi trường, đủ chuyện hết đó. Quý vị trong hồ sơ quý vị mà không đầy đủ những cái bước như vậy, đời nào chính phủ duyệt cái dự án đó cho quý vị? Rồi khi mình ra một cái dự án là trong cái dự án đó nó phải có tất tần tật tất cả những cái phương án, thậm chí là quý vị biết không?
Cái phương án về tài chánh người ta làm rất cẩn thận. Thí dụ như cái dự án này bao nhiêu tiền, quý vị sẽ cần bao nhiêu tiền. Và như vậy thì cái vốn tiền túi của quý vị là bao nhiêu, và quý vị đi vay là bao nhiêu, hồ sơ vay như thế nào, cái khả thi, cái tính khả thi của cái hồ sơ vay. Rồi sau đó quý vị đưa vào hoạt động thì quý vị phải tính toán giá thành ra làm sao, trong bao nhiêu năm thì quý vị có lãi rồi người kia nọ, rồi cái vốn lưu động để mà quý vị cầm cự trong cái khoảng thời gian chưa có lãi, họ đòi hỏi rất là kỹ càng. Rồi kế đó là coi cái tác động môi trường, coi cái xử lý nước thải, rồi coi cái tác động về 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 môi sinh. Rồi kế tới là cái chuyện đền bù giải tỏa, tất tần tật nằm trong cái chi phí, cái tài chánh, báo cáo tài chánh hay cái nọ. Mà chưa kể là bây giờ anh có tiền anh giải tỏa đi chăng nữa, mà cái sự đồng thuận của người dân ở khu vực đó, anh đã đạt được bao nhiêu phần trăm trong cái thương lượng thỏa thuận với người dân ở cái khu vực đó nếu có. Một cái dự án của người ta làm kỹ lắm. Anh phải đầy đủ từ A đến Z. Rồi sau đó chính phủ người ta mới duyệt cho anh hay không duyệt cho anh. Còn ngược lại ở Việt Nam mình là chuyện khác nha quý vị. Thật ra ở bên đây quý vị sẽ không bao giờ thấy cái chuyện mà đang làm nửa chừng cái rồi phải nằm đó, phải đắp chiếu nằm đó tại vì thiếu vốn, hụt vốn. Rồi phải đi kêu gọi này kia nọ, hay là đang làm nửa chừng cái tới đó cái ngưng là tại vì còn cái đoạn này chưa đền bù, chưa giải tỏa, chưa này, nó không bao giờ có những chuyện đó. Tất tần tật mọi bước anh phải hoàn tất hết. Khi mà chính phủ người ta duyệt cho anh cái dự án là anh chỉ có làm thôi. Và cái tiến độ dự án của anh, cái tiến độ thi công nó phải phù hợp với cái trong cái hồ sơ của anh nữa. Chứ không phải mà trong hồ sơ anh ghi là 5 năm hoàn thành mà anh kéo chây ra tới 8 năm, 9 năm, 12 năm, 13 năm, làm gì có chuyện đó quý vị. Không bao giờ có chuyện đó. Ở bên đây cái chuyện mà mình mua nhà hay mình mua chung cư trong những cái dự án đó, thì người ta có thể trễ hẹn có. Người ta có thể người ta trễ hẹn các anh chị 6 tháng 1 năm này kia nọ. Nhưng mà cái đó là những cái dân sự. Và rồi giữa cái chủ đầu tư và cái người khách hàng đó, người ta có những cái thỏa thuận đền bù, bồi thường này kia nọ. Hello AAA, cảm ơn AAA đã ủng hộ chương trình anh chị nha. Còn còn đó là những cái giữa tư nhân với tư nhân, dân sự. Chứ còn những cái dự án lớn mà cần phải duyệt ở cái cấp chính phủ thì không bao giờ có cái chuyện đó. Đặc biệt là những cái dự án về đường sắt, về phương tiện giao thông công cộng. Rồi quý vị có tin không? Ở gần cái khu vực nhà anh Chi á, nó đang chuẩn bị thêm hai đường metro, tức là hai đường subway, hai đường tàu điện á. Mà nó bảo là có một đường á, nó đưa vào hoạt động ngày 10 tháng 12 thì mới ngày hôm qua hôm kia là vô rồi. Rồi cái tiến độ của nó chính xác y bon vậy đó. Cái chị, nó không có trễ đi một ngày nào hết á. Chứ không phải nói mà trễ mà trễ mà kéo dài từ năm này qua năm 70 năm sau không có. Bây giờ còn hai cái đường tàu điện ở gần nhà anh Chi, người ta đưa vào hoạt động là vào tháng 4 tháng 5 gì năm 2024 nè. Bây giờ tôi đi tôi dòm, tôi nói cột kẹo gì còn lung tung đây, liệu mà có kịp chạy như là nó nói không? Cái mấy ông mấy bà quanh quanh tôi nói cười, làm gì mà không kịp. Nó xong ngay bây giờ mà thật là như vậy. Kinh nghiệm tôi sống ở đây nhiều năm tôi thấy nó như vậy đó. Nó nói ngày đó tháng đó giờ đó tổ chức cái lễ khai trương một cái là ô cha y hệt như vậy, răm rắp. Tàu bè bên này nó chính xác đó, không có trễ lấy một phút nữa, trừ khi nó có sự cố kỹ thuật chập điện hay là có khách nhảy tàu tự tử hay là có khách bị đại khái là có người quên hành lý rồi bị khủng bố hay gì đó, trừ những cái như vậy. Còn đây một cái dự án dài 2.000 tỷ đồng chứ có ít đâu. 6 năm trời xây dựng được có 20% cái dự án. Rồi bỏ hoang nó 2 năm nay kêu thiếu vốn. Vậy thì ngay từ đầu ai duyệt cho cái dự án này nó vô? Làm ngược đời như vậy xong. Đây là lãng phí. Tờ báo Người Lao Động lại đưa bài đăng tin lãng phí hàng trăm công sở bỏ hoang ở Thanh Hóa. Đây, những cái công sở như vậy.
lãng phí hàng trăm công sở bỏ hoang ở Thanh Hóa. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 12 tháng 10 trên địa bàn của tỉnh này đó, còn tổng cộng 923 công sở bỏ hoang và nhà đất công dôi dư ra. Ê, mình nói hàng trăm thì quý vị không hình dung, bởi vì 100, 200, 300 thì cũng là hàng trăm. Mà cái này nó 923 cái công sở bỏ hoang, có nghĩa là nó gần 1.000 cái công sở bỏ hoang trên cái địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cái tỉnh Thanh Hóa nó to hay nó nhỏ? Một cái tỉnh bé tẹo như vậy mà cả ngàn cái công sở bỏ hoang như vậy. Thì quý vị thấy nó giàu quá, nó dư thừa quá, thành ra nó lãng phí hay sao? Thanh Hóa cũng là một trong những cái tỉnh nghèo mẹ, năm nào cũng xin gạo, năm nào người ta cũng phải cứu đói, chứ có phải mà giàu sang thừa mứa cái gì cho cam. Mà trên cái địa bàn cái tỉnh Thanh Hóa này không, 923 cái công sở bỏ hoang, nhà đất công vô dư, giàu quá ha bay. Vậy thì kỳ tới đừng có mà xin xỏ gạo nữa, của ăn không có, không có của bỏ đi. Mà quý vị biết Nghệ An vừa rồi á, tôi nói hồi nãy Nghệ An là bỏ hoang cái bệnh viện 1.300 tỷ đồng ha, bệnh viện đa khoa Hữu Nghị 1.300 tỷ đồng bỏ hoang bao nhiêu năm rồi hả? Khánh thành 6 năm rồi mà không có đi vào hoạt động, bây giờ nó cũng rỉ sét, nó cũng xuống cấp vậy đó. Mà bây giờ đi duyệt một cái dự án sân golf 2.000 tỷ đồng bằng tiền ngân sách. Ê, tiền ngân sách là tiền thuế của người dân nha, rồi trên quốc hội người ta mới duyệt chi ngân sách. Mà tôi hỏi mấy ông mấy bà quốc hội thời bây giờ mà còn duyệt chi ngân sách cho những cái dự án sân golf nữa. Ê, ai ai mà rảnh háng mà đi xách gậy quýnh golf quýnh lỗ hoài, ngoài mấy thằng cán bộ. Mình vừa mới nói cái bệnh viện đa khoa Hữu Nghị ở Nghệ An tốn kém hết 1.300 tỷ đồng thì bỏ hoang phế, rỉ sét, không có đi vô hoạt động, mặc dù là khánh thành 6 năm rồi. Vậy mà bây giờ còn duyệt thêm 2.000 tỷ để xây một cái dự án sân golf nữa. Cái này không phải là thần kinh, mà cái này là khốn nạn. Tôi khẳng định là nó không có thần kinh con khỉ gì hết. Cái này nó thật sự là khốn nạn. Và còn nhiều nữa quý vị, còn nhiều nữa, ví dụ như bệnh viện Bạch Mai với lại bệnh viện Việt Đức ở cái cơ sở Hà Nam nữa. Rất nhiều những cái dự án ma, dự án treo bỏ ngỏ trên khắp cái mảnh đất hình chữ S này. Bởi tôi mới nói cái thân thể của bà mẹ Việt Nam nó bị đục, bị khoét, lủng lỗ khắp nơi. Bây giờ đừng nói mà vá chằng vá đụp, không thể vá được nữa. Còn tờ báo Tuổi Trẻ nữa, khui ra đây hàng loạt những cái dự án về văn hóa, về thể thao dở dang như vậy đó, làm sốn cái con mắt của người ta ở cái thành hồ đó. Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ha, cái nhà thi đấu Phan Đình Phùng là nó nằm ở cái góc mà Nam Kỳ khởi nghĩa mất Công Lý đó tức là đường Công Lý với đường Nguyễn Đình Chiểu đó xin lỗi quý vị. Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là được Chủ tịch Ủy ban thành hồ Phan Văn Mãi nhắc đến ha, nằm ngay ở trong khu đất vàng, mặt tiền đường trung tâm Pasteur Nguyễn Đình Chiểu Nam Kỳ khởi nghĩa với Võ Văn Tần của quận 3. Tứ giác này là tứ giác vàng nè. Và cái dự án này là được Thủ tướng chấp thuận cái chủ trương xây dựng theo hình thức xây dựng chuyển giao từ năm 2008 rồi bà con ơi. Năm 2008 đến bây giờ là bao nhiêu rồi? Thấy không? Tức là được chấp thuận cái chủ trương đầu tư theo cái hình thức xây dựng chuyển giao từ năm 2008, rồi được triển khai từ tháng 3 năm 2010. Và cái nhà thi đấu Phan Đình Phùng này có mức đầu tư được công bố là cái gì? 988 tỷ đồng. Năm đó, năm 2010, công bố cái mức đầu tư là 988 tỷ đồng, nhưng mà 3 năm sau thì nó đội giá lên thêm 400 tỷ nữa là khoảng 1.352 tỷ đồng.
Và 13 năm rồi quý vị, 13 năm rồi, 1.352 tỷ đồng đã đắp chiếu trong tình trạng hoang phế, cỏ cây mọc tùm, giống như trên hình mà quý vị thấy. Cái khu đất vàng ở Thành Hồ, thấy không? Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với lại cái gì đấy? Quên rồi. Đại khái là ngã tư đấy. À, không phải. À, tứ giác, tứ giác, tứ giác. Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Văn Tần. Cái tứ giác này là tiền không ha quý vị không? Thứ nhất là tứ giác vàng, tiền không à. Lập dự án á, là hốt được 1.000 mấy trăm tỷ tiền ngân sách. Rồi lại giam được cái khu đất vàng nữa. Vài bữa nữa rồi coi tự dưng có còn cái thằng cắt cớ nào ra xây building, xây tòa nhà cho quý vị coi. Nghĩa là nó ăn tiền hai đầu. Một mặt á, thì là nó lập dự án, nó xây cái này để nó lấy tiền ngân sách. Nhưng mà lấy tiền ngân sách xong ăn giọng chia nhau. Còn cái mảnh đất này thì nó đắp chiếu, nó đợi thời đó. Rồi cái vài bữa nó bây giờ Vạn Thịnh Phát sụp rồi thì cũng sẽ có một cái tập đoàn khác nó vô nó lấy thôi. Thì lúc đó lại chia thêm một mớ nữa. Và một cái dự án lâu đời khác nữa của Thành Hồ, đó là khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Trời ơi má ơi, lâu đời. Tại vì sao? Tại vì nó 20-30 năm rồi. Cái dự án này nó có chủ trương đầu tư từ năm 1994, mà sắp tới mình là 2024, có nghĩa là 30 năm rồi phải không quý vị? Theo cái quy hoạch ban đầu, cái dự án này nó có quy mô 466 hectare, gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic đồ, ham sân vận động 50.000 chỗ dành cho bóng đá với điền kinh hen, rồi nhà thi đấu thể thao tổng hợp đồ này nọ, có thể tổ chức những cái giải đấu quốc tế lớn tầm cỡ Olympic đồ. Và đây cũng được coi là một cái dự án trọng điểm của Thành Hồ, được xác định từ cái kêu là nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố khóa 11, dự kiến hoàn thành năm 2021. Nhưng mà xin lỗi đi, 20 năm rồi, dự án này vẫn là đầm lầy thôi. Rạch Chiếc vẫn là Rạch Chiếc, đầm lầy thôi. Một trong những cái dự án của cái khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc này á, là khu đô thị thể thao phức hợp với cái tên gọi là Sài Gòn Sport City, diện tích là 64 hectare, cũng trong tình trạng ngưng thi công. Lẽ ra là nó khởi công từ hồi 2019 đi, thì nó xây dựng cái city, Sài Gòn Sport City này trong vòng khoảng 8 năm rồi chẳng hạn, hoàn thiện dự án năm 2027. Nhưng mà bây giờ mẹ xin lỗi, nguyên cái dự án này đất trống không à, có mỗi một căn nhà mẫu là được xây xong để đó cho thiên hạ tới ngó thôi. Túm lại quý vị dòm thấy những cái dự án lớn ở trong 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 thành phố, trong Thành Hồ ha, không chỉ có những cái dự án lớn, kêu như là những cái khối mà bê tông xi măng cốt thép sừng sững đắp chiếu đó, mà nhiều sân khấu rồi trung tâm văn hóa ở trong lòng thành phố, trên những con đường lớn xuống cấp trầm trọng luôn rồi, xấu xí nham nhở nhếch nhác bê bối. Ví dụ như khu phức hợp trung tâm văn hóa thiếu nhi đa năng ha, rồi rạp chiếu phim ở số 651 Trấn Đạo quận 5, hoặc là cái dự án cung văn hóa thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm nữa, quy mô cũng gần 40.000 m² chứ ít gì. Những cái công trình này á, nếu mà nó thực sự mà phát triển và nó hoàn thiện, thì những cái công trình này là sẽ dành để mà phát triển cho những cái thế hệ trẻ ha, măng non rồi này nọ. Mà trời mẹ ơi mẹ, những cái dự án này là 15 năm rồi. 15 năm rồi vẫn là những cái bãi đất trống. Nhưng mà dự án thì duyệt rồi đó. Ngân sách đã rót rồi đó. Nhưng mà tất cả là cứ nằm đó thôi. Thế cái vấn đề mình phải hỏi, đây là những dự án có thiệt không? Hay là dự án ma lập ra để mà giải ngân ngân sách thôi? Vậy thì quốc hội đó, khi mà quốc hội hoặc là ủy ban nhân dân của thành phố đi, tại vì ủy ban thành phố đó, thành thành hồ đó,
thì nó là thành phố trung ương rồi gì, thì hàng năm nó đóng góp ngân sách về cho trung ương, rồi nó giữ lại bao nhiêu để nó phát triển thành phố. Thì như vậy nếu như có những cái dự án ở trong thành phố mà dùng từ ngân sách, thì như vậy những cái dự án mà rót ngân sách từ quốc hội, từ trung ương xuống hay là từ thành phố, thì chẳng lẽ cứ rót tiền cho nó để cho nó làm mà không thắc mắc rằng là mày làm chưa, mày làm xong chưa, ra ngô ra khoai gì rồi, chẳng lẽ không như vậy à? Cái kiểu giống như là thằng con nó xin tiền đi mua mua sách mua vở, về không hỏi nó coi sách vở mày đâu, sách vở mẹ gì, đem tiền đi quánh pizza, đi ra internet xài hết rồi. Tức là đứa nào xin tiền cũng cho hết á, nhưng mà nó bảo con xin tiền con mua cái này con làm cái kia, ok móc túi ra cho, mà không bao giờ quay lại hỏi coi là mày mua chưa, mày ăn chưa, mày làm chưa, sống chưa. Quý vị thấy nó lãng phí không? Nó lãng phí từ từ Bắc chí Nam, từ gọi là thành phố lớn cho tới cái tỉnh lỵ nhỏ. Cái này thứ nhất á, cái đứa nào mà nó quản lý cái túi tiền ngân sách á, má cứ biết ơi, có đứa nó kiến nghị cái này, nó kiến nghị cái kia, là duyệt chi ta nói duyệt thoải mái luôn. Thế cái này cái trách nhiệm đầu tiên á, mình phải nói tới là cái thằng giữ của, cái đứa mà nắm cái ngân sách không ai hết, là cái trách nhiệm của quốc hội. Tại vì hàng năm á, quốc hội họp để mà duyệt chi ngân sách mà, phải không? Mấy đứa nhỏ nó cứ bu vô, nó xin xin cái này, nó xin cái kia, nó mè nheo cái nọ, nó vòi vĩnh cái kia. Quốc hội là cái người nắm cái chìa khóa của cái ngân sách chứ gì, mà cứ duyệt chi tứ lung tung như vậy, thì đầu tiên hết cái trách nhiệm là cái trách nhiệm của quốc hội. Nhưng mà tôi nói nè, tiền á không phải tiền của 500 ông bà ở trong quốc hội đâu, tiền là tiền của người dân. Thành thử ra 500 ông bà mà cứ duyệt chi mà vung mạng lên như vậy, thì 500 ông bà này á đâu có phải là đại diện của người dân. Của đâu thì con sót. Thứ nhất tiền này không phải là tiền của họ, và thứ nhì họ cũng không làm việc cho mình. Bà con đồng bào nghe tôi nói cho kỹ chỗ này, cái ngân sách nhà nước chính là tiền thuế của bà con nộp vô, là tiền của bà con đó. Mà bây giờ cái thằng quốc hội này đó, nó giữ cái chìa khóa hòm tiền của bà con, mà nó cứ duyệt chi vung vít lên như vậy, đứa nào xin là nó cho, đứa nào xin là nó cho. Thứ nhất tiền không phải tiền của nó, thành ra nó cho thoải mái, nó đâu có xót xa gì đâu. Và cái thứ nhì, nếu như mà nó làm việc cho bà con thì nó sẽ không xài tiền của bà con hoang phí như vậy. Thì cái vấn đề là nó làm tiền, nó làm việc cho cái đảng của nó, chứ nó không có làm việc cho bà con. Thành ra từ nay bà con á, nhìn rõ cái bộ mặt của tụi nó. Đây không phải là cái quốc hội, cái cơ quan đại diện tiếng nói quyền lực cao nhất của người dân gì gì đâu nha. Không, cái quốc hội này nó không phải là của bà con, và tất cả những cái ông gật bà gật ở trong đó đều không phải là những cái người kêu là đại biểu quốc hội, đại diện cho nhân dân gì hết trơn á. Nha, tôi nói rồi đó, nó giữ tiền của bà con, thấy không, mà nó chi vung vít cho dòng họ hàng hóc nhà nó không à, nó xài tiền bà con không thương tiếc vậy đó. Bây giờ bà con phải chịu à, thì giờ mình chịu, tại mình đâu có giữ chìa khóa đâu, phải không? Cái gì cũng của nhân dân hết á, nhưng mà kho bạc là của nhà nước, và chìa khóa thì nó giữ bằng súng ống, mình đâu có làm gì được, tiền mình cũng không có lấy lại được cái gì, mình cũng không đòi hỏi được cái gì hết trơn. Thành thử ra nói chung á là mình chịu à, nó làm gì làm, mình chịu, chịu trận chịu chết. Mà tiền mà nó cứ vung vít như thế này thì có khác gì là lá mít đâu, má không, má tiền hồ tệ nó có khác gì lá mít đâu, bởi vì chỉ có lá mít thì nó mới có thể vung vít như vậy. Chứ nếu mà thực sự là những cái đồng tiền có giá trị, ai mà có thể vung vít như vậy. Mà cứ xài vung vít như thế này, bảo sao mà không thâm hụt ngân sách ha. Lúc nào cũng nghe nó than thâm hụt ngân sách, thu không đủ bù chi, và cứ vung vít như lá mít thế này,
đến một lúc mà không còn đồng nào để mà dự trữ quốc gia hết thì làm sao? Rồi lúc dịch bệnh, lúc thiên tai, lúc mà có những cái biến cố có này kia thì làm sao đây? Má, trong túi không còn một cắc. Thì có sao đâu, lại kêu gọi nhân dân chung tay đóng góp. Hết tiền thì đi mượn thôi, có gì đâu phải xoắn. Mà nó cứ hành xử như vậy, thành ra dân mình á, gánh ngàn đời tôi nói không hết được cái nợ. Cái đảng này á, cái đảng ăn tàn phá hại này mà nó còn ngồi ở trên đầu trên cổ người dân thì ta nói á, mình gánh ngàn đời. Thằng nào á, cái tư duy của cái sự lãng phí này, cái sự lãng phí này á, từ trong ra ngoài, từ Bắc chí Nam rồi. Cái sự lãng phí này nó thể hiện cái tư duy nhiệm kỳ. Tại sao tôi nói nó thể hiện cái tư duy nhiệm kỳ? Cái tư duy nhiệm kỳ ở trong cái người đảng viên cộng sản á, là nó áp dụng cho tất cả lĩnh vực chứ không riêng gì trong cái lĩnh vực kinh tế. Thấy không? Đứa nào cũng có cái tư duy nhiệm kỳ, có nghĩa là sao? Bỏ ra được một số tiền mua được cái ghế đó, cái chức tước địa vị đó thì cứ mỗi nhiệm kỳ 5 năm là nó phải biết làm đủ mọi cách để nó thu hồi vốn và nó tận dụng để nó làm giàu. Thành thử ra cái tư duy nhiệm kỳ nó thể hiện rất rõ trong những cái vấn nạn lãng phí như thế này. Cái thằng nào lên trước thì lập ra một mớ dự án đớp hoa hồng rồi. Thử hỏi quý vị, có những cái dự án nó cứ kéo dài lây chây 5-7 năm, trong khi cái nhiệm kỳ của nó chỉ có 5 năm thôi. Bây giờ cho dù là nó có tín nhiệm cao, nó có thắng được thêm nhiệm kỳ nữa thì cũng chỉ thêm được 5 năm nữa thôi. Mà những cái dự án thì cứ 5-7 năm nó mới xong. Và bây giờ giả sử như cái thằng này nó ngồi 2 nhiệm kỳ là 10 năm nó đi về. Nhưng mà cái dự án mà nó ký 7-8 năm, hoặc là dùng dằn dung dăng, có cái dự án, những cái dự án mà dang dở mà nó ký ở cái nhiệm kỳ thứ hai của nó, khi mà nó về vườn rồi á thì cái dự án đó nó còn dang dở, thì thử hỏi cái thằng lên sau nó đó, cái thằng lên sau nó nhận cái nhiệm kỳ đầu, cái thằng đó nó sẽ chịu coi như là vất vả của cái nhiệm kỳ trước nó ăn không? Đời nào nó chịu? Mình nhắc lại cho rõ, một cái nhiệm kỳ nó 5 năm mà một cái công trình hay một cái dự án xây dựng á, thì nó cũng phải vài 3 năm. Không có cái nào mà dưới 5 năm á, cũng 5-7 năm. Thấy không? Thành ra trong cái nhiệm kỳ của nó sẽ tận lực nó duyệt càng nhiều dự án càng tốt. Ngay cả là nó sắp hết rồi, nó sắp hết nhiệm kỳ rồi, năm tới về hưu rồi, hay là cuối năm nay về hưu rồi, mà đầu năm cũng, hay là 6 tháng trước cũng còn kịp ký một cái dự án nào đó để làm chi, để kịp đớp hoa hồng cuối cùng rồi mới về được, hoặc là mới nhảy ghế, nhảy bang, nhảy đồ. Và như vậy thì cái thằng lên sau đó mà cái dự án trước mà đang dang dở thì hết mẹ rồi, hoa hồng thằng thằng trước nó đớp rồi, mình giờ mình ở đây mình vất máng nè, thấy không? Động lại một chút ba cái ván mở đó mình đớp được bao nhiêu, mà cũng không ai thích ăn thừa kiểu đó, ăn không đã, không bỏ bèn. Thành thử cái thằng nhiệm kỳ sau nó lên, nó buộc lòng phải vẽ dự án mới để nó ăn cho trọn, chứ ai mà đi ăn thừa. Thành thử mình dò mà từ Bắc chí Nam, từ cái thành phố kinh tế đầu tàu của cả nước cho tới một cái tỉnh Thanh Hóa rau má phá đường tàu, là nghèo nhất nước, mà cũng có những cái công trình lãng phí bỏ hoang như vậy, là phải hiểu bọn nó chỉ có làm những cái dự án như vậy y hệt như bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát vậy, tức là lập những cái hồ sơ khống để mà giải ngân tiền. Và như vậy thì cái bọn quan chức này cũng vậy, làm lên những cái dự án ma, những dự án ảo để làm chi, để làm hồ sơ, để làm cái thủ tục giải ngân tiền ngân sách, để mà chia chác nhau, để mà đớp. Và đó mới thực sự là cái lý do, là bởi vì vậy đó, không ai thích ăn thừa của ai hết trơn, không ai chịu ăn mà kiểu mà ăn hớt ván của ai hết trơn nó. Cho nên lên là phải vẽ dự án mới để ăn huê hồng, để duyệt lại
Thấy không? Mà để có trọn gói cái kêu là cái phần lại quả, đớp gọn một lần thôi để còn kịp mà về làm người tử tế, chứ còn mà ăn cợn, ăn kiểu mà hớt ván của thiên hạ về nó còn tức lắm, chưa có làm người tử tế được. Nói mà nói theo cái kiểu mà bình dân bình dị, nói theo kiểu mấy bà nhà mình, mẹ thằng sau ngu gì mà đi hốt cứt của thằng trước. Và như vậy cứ mạnh thằng nào lên thằng nấy vẽ, mạnh thằng nào lên thằng nấy đớp. Và cứ thế thì là xuống hố cả nút là vì vậy. Nói thật với quý vị, mẹ dòm vô cái đất nước Việt Nam mình ha, tôi không thấy cái gì để mà có thể tự hào, hãnh diện, để mà ngạo nghễ với đời không. Tôi nhìn vào cái đất nước Việt Nam á, tôi nhìn nó với cái hình dáng bây giờ kiểu mà lủng lỗ tan hoang rồi nhếch nhác rồi này nọ, tôi nói đất nước gì mà ghê quá à? Đất nước gì mà y như một cái thằng nghiện ngập vậy đó má, một cái thằng nghiện ngập nó giặt dẹo, nó té lên té xuống, nó ẹo bên này nó ẹo bên kia, một cái thằng nghiện ngập mà giặt dẹo mà bệnh tật kinh niên luôn vậy đó. Thì thử hỏi quý vị, như vậy thì làm sao mà mình phát triển được quý vị? Làm sao mà mình có thể mà sánh vai với cường quốc năm châu cái gì? Ông tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, ông viết mẹ cái Việt Nam của mình là một cái xã hội hỗn mang. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ đừng nói tới những cái thành phố lớn hay là những cái tỉnh thành lớn, bây giờ về những cái vùng thôn quê hẻo lánh kia kìa, từ cái ngày mà bọn nó gộp xã vào ủy ban là nói thật hả, những cái cơ quan nhà nước nhiều khi nó bỏ hoang, bò nó còn không thèm đến nó ỉa nữa. Có những cái thứ cứ bỏ hoang, bỏ lăng, bỏ lóc như vậy, không có biết tận dụng lại, không có biết dùng lại, mà cứ đi xây mới thôi. Những cái đứa mà đạo mạo nhất là những cái đứa có chức có quyền ký giấy phê duyệt này nọ để gây thất thoát, gây lãng phí, tham nhũng. Mà chúng nó làm được những cái điều đó khi mà chúng nó còn đương chức và còn leo cao luôn. Chứ không phải cứ thằng nào làm xong cái chuyện thất thoát lãng phí đó đều cởi áo về vườn hết đâu. Anh còn trẻ trung lắm mà. Bây giờ cái vấn đề là pháp luật có sờ tới không? Khi pháp luật sờ tới thì chúng nó có yên thân không? Ôi cha, cái pháp luật Việt Nam á mà. Đánh ai á thì đánh đập dã man lắm, chứ còn mà pháp luật Việt Nam mà đánh tới đảng viên của nó thì phải nói là dơ cao đánh khẽ. Và quý vị thấy là bao nhiêu cái công trình hoang phí, bỏ hoang như vậy, lãng phí như vậy, toàn là những cái công trình mà hơn ngàn tỷ, 2.000 tỷ. Rồi bây giờ mẹ cái Nghệ An đấy, cái bệnh viện đa khoa 1.300 tỷ mà bỏ hoang, rồi bây giờ đi duyệt cho một cái sân gôn 2.000 tỷ là tôi muốn đào má nó lên tôi chửi rồi. Đào mã nhiều đời nhà nó lên tôi chửi rồi. Tại vì tôi không thể tưởng tượng được cái bộ môn đó có cái gì hay ho đâu. Mà tôi dám chắc là bây giờ cái sân gôn ở Nghệ An nó ra đó, chúng nó cũng không có đánh gì hết á. Mà chúng nó là cũng vác gậy đi đâu đó. Thì cái điều cứ phải lập dự án ra để làm chi, để lấy tiền. Bà con vùng sâu vùng xa, trẻ em mà, tôi xin lỗi, không phải chỉ có bà con vùng sâu vùng xa là khổ đâu. Bà con ở những cái vùng ngoại ô, vùng ven, ở những cái thành phố, những cái tỉnh lỵ cái cũng khổ như thường. Chứ không phải chỉ có những cái bà con dân tộc thiểu số ở tí, ở đâu đó trên núi, ở trong vùng sâu xa này kia không. Chỉ có ở những cái thành phố lớn hay là ở ở trung tâm, cái khu vực trung tâm của những cái tỉnh lỵ này kia thì mình còn thấy được một chút cái hào nhoáng kiểu mà giả tạo, mà toàn là cán bộ với lại kiểu ấy không đó, chứ còn người dân bình thường á, người ta cũng lụp xụp, người ta cũng chen chúc. Đi ra khỏi cái khu vực bộ mặt của thành phố mà xem, vùng ven hay là hay là xóm nhà lá rồi xóm hẻm rồi này nọ kia coi, trời ơi. Tôi thấy thiệt, cái mình thấy giữa người Việt mình với nhau đây, mình thấy đau cho người mình. Mà có những người sao họ mình đồng da sắc, họ không biết đau, bản thân họ cực khổ như vậy, bản thân họ thua một con vật như vậy mà họ không có thấy gì là đau khổ ấy. Họ vẫn nhẫn nha họ sống à. Và có những cái con người khác rõ ràng nhìn thấy đồng bào mình, đồng loại mình đau khổ như vậy,
khốn cùng như vậy mà họ cũng tỉnh bơ à. Uncle Tom nói gì vậy Uncle Tom? Rau muống phá đường tàu. Mình thấy rõ ràng là người dân của mình thật sự hai chữ đau khổ, hai chữ đau khổ không đủ để diễn tả cái tình cảnh của đồng bào Việt Nam. Thật, anh chị nói thật với quý vị, nếu mà dùng hai cái chữ đau khổ không thể diễn tả được hết cái sự ngặt nghèo, khổ sở, khốn cùng của người dân Việt. Mà bản thân họ khổ, họ không nhận thấy họ khổ, quý vị thấy không? Và bản thân những cái người không khổ, nhưng mà nhìn thấy đồng bào, đồng loại mình khổ, không vô cảm, không cảm thấy gì cả. Bây giờ nói xin lỗi nha, đứa nào nha, thằng nào con nào nha, mở mồm ra đó, mà chửi tụi tôi đó, lũ phản động đồ ha, âm mưu phá hoại đất nước đồ, hạ uy tín của đảng ta rồi này nọ. Đứa nào mà mở mồm ra mà nói lũ phản động mà âm mưu phá hoại đất nước đồ, thì tụi bay phải coi lại. Tại ta không thấy ai hết trơn, ta không thấy cái người nào phản động mà âm mưu phá hoại cái gì hết trơn. Tôi chưa thấy ai mà có thể phá được một cái bàn, một cái ghế ở trong một cái trụ sở cơ quan nào hết trơn. Mà mắt ta tàn là thấy cái lũ coi như là đầy tớ tôi đòi nó phá không à. Quý vị có thấy bất kỳ những cái anh chị em nào mà được tụi nó, bị tụi nó chụp cho cái mũ phản động. Bây giờ nói xin lỗi anh chi nè, phải không? Phản động không? Phản động tốt luôn á chứ. Và tụi phá được cái gì? Một cái nhánh cây, cành hoa nào trong sân vườn nhà nó chưa? Rồi những cái anh chị em mà phản động ở bên Việt Nam mà đi biểu tình rồi đi đòi cái này đi đòi cái kia cho dân tộc ha, hay là bị bắt bớ vô trong đồn công an trong này ông kia ông nọ, ai mà phá hoại được cái gì chưa? Kể cả mà xếp cho người dân mình vô cái tội mà tụ tập đám đông đồ gây rối loạn trật tự công cộng này kia nọ, tôi chưa thấy người ta làm rối, mà tôi thấy cái đoàn mà công an đồ với cơ động rồi đó, cái đám đó là nó gây rối trật tự công cộng đầu tiên hết. Có nghĩa là bất kỳ cái tội danh nào mà nó ghép cho những cái người dân mà còn lương tri, mà tỉnh thức ở trong đầu, mà nhận thấy được cái thực trạng của xã hội, của đất nước mà lên tiếng, tất cả những cái tội danh mà tụi nó ghép cho người ta, tôi chưa thấy người ta làm được cái gì hết trơn. Mà cái đất nước này nó tàn mạt, nó lủng lỗ, nó bị đục khoét, nó nham nhở, nó tang thương, tôi thấy toàn là lũ đầy tớ nó phá không à. Người dân bình thường như mình ai có đủ khả năng để mà phá dù chỉ là một cái bàn cái ghế. Rồi bây giờ một đống những cái thứ hoang phế như thế này cần phải bao nhiêu ngàn tỷ nữa để mà sửa chữa nó, để mà biến đổi nó, để đưa nó vào hoạt động, đưa nó vào vận hành. Những cái công trình nãy giờ mà mình thấy là nó tan hoang, nó tàn phế, nó đắp chiếu, nó mọc cỏ, nó này cái nọ đó, mà toàn là những cái công trình mà ta nói ngàn tỷ không đó. Bây giờ cần phải thêm bao nhiêu tỷ nữa để sửa chữa nó, để phục hồi nó, để đưa nó vào hoạt động, vận hành nó, ha. Anh Trần Tuấn Kiệt nói đúng đó. Cứ gán cho người ta cái tội danh kêu là lợi dụng từ quyền tự do dân chủ, có mẹ đâu lợi dụng. Tôi nói thiệt với quý vị, bây giờ quý vị đâu có cần mà phải đi du lịch xa xôi mà quý vị phải sống ở từng cái nơi nào. Bây giờ người Việt là có mặt ở khắp năm châu bốn bể. Thì quý vị cứ thử mà bằng cái mạng xã hội đó, kết nối cho rộng vào, rồi hỏi khắp những cái người Việt mà sống ở những cái đất nước ở bên ngoài Việt Nam đó, thì quý vị sẽ thấy có một cái đất nước nào mà nó có cái tầm quản lý vĩ mô mà tôi nói thiệt
Nếu mà nói về cái tầm quản lý vĩ mô đó ha, thì không có một cái đất nước nào mà nó có cái tầm phá hoại mà vĩ mô bằng cái đất nước của mình. Thằng nào thằng nấy lên là cũng đớp quen rồi. Nó đớp quen rồi. Đó là hậu duệ của Cát Tra. Đảng viên Đảng Cộng sản. Nếu mà nói giống như là Thích Nhật Từ với lại Thích Trúc Thái Minh đồ, cái kiểu mà nói mà oan gia trái chủ với lại kiếp trước kiếp sau đồ, thì khẳng định mẹ 5 triệu thằng đảng viên Đảng Cộng sản là hậu duệ, là kiếp trước nó là Cát Tra hết đó. Đớp nó quen rồi. Thằng nào lên nó cũng phải vẽ ra cái gì đó để đớp. Đớp cho ngập họng thì thôi. Mà nói xin lỗi tại nó hết nhiệm kỳ nó phải xuống, nó phải đi thôi. Chứ còn nó ngồi đó được mãi thì nó cũng sẽ ngồi mãi và nó đớp mãi không bao giờ đầy. Mà nó nhục nhã ở cái chỗ này nè. Nó đớp của người ta, nó đớp ngàn ngàn tỷ không à. Xong rồi sau đó là cái nhắn tin lại, xin dâng tí khí, xin người ta từng 20.000 bạc vậy đó. Tôi đồng ý với anh Tấn Kha, Tấn Khả gì đó. Phản động là cái gì? Phản động là anh làm một cái lực ngược lại với một cái gì đó, thì nó mới là phản động. Tôi nói anh nghe là nếu như mà mình đang phát triển theo cái hướng như thế này mà mình có một cái lực mình đè nó xuống, mình không cho nó phát triển ha, tôi nói một cái máy bay nó cất cánh đi, một cái máy bay cất cánh mà bây giờ anh dùng một cái lực anh đè nó xuống, anh không cho nó bay lên, cái đó kêu là phản động. Phản động là anh phản lại, anh chống lại một cái lực nào đó. Nếu như đất nước Việt Nam mình mà đang ở trên một cái đà phát triển tiến lên đó, mà ở đây tụi tôi cứ một hai tụi tôi kéo nó xuống đó, thì cái đó gọi tôi phản động, tôi không tức. Mà cái vấn đề là cái đất nước Việt Nam mình nó không có tiến lên bà ơi, nó không có tiến lên, hoặc là nó đang bị giật ngược thụt lùi, hoặc là nó đang bị đi theo cái chiều mà lao đầu xuống hố. Thì nếu bây giờ mà tụi tôi mà không phản động, tức là tụi tôi không phản lại cái chiều hướng mà đang lao đầu xuống hố như vậy, thì tôi để cả cái dân tộc này xuống hố cả nút hay làm sao? Thành thử ra phản động trong cái trường hợp này là hoàn toàn đúng đắn, là cái điều cần thiết mà ai cũng phải làm. Mấy anh mấy chị nào mà không làm á, là mấy anh mấy chị tôi nói đó, là phải biết soi gương lại, và khi đối diện với những cái anh chị em phản động là phải biết tự xấu hổ đi. Ăn dặm đớp hít nó quen rồi, ăn quen nhịn không quen. Xong rồi nghĩ ra cái này nghĩ ra cái kia, cái rồi nhắn tin nó đi xin người ta từng chục ngàn một vậy đó, góp gió thành bão. Bão làm sao mà nó đổi tên cái thành phố Sài Gòn của mình ha, bảo sao Sài Gòn của mình nó nhất nhất nó phải đổi tên ha, Hồ Chí Minh. Tại vì Hồ Chí Minh là nhà doanh nhân mà, doanh nhân mà. Doanh nhân có nghĩa là cái gì cũng quy ra tiền được hết trơn. Tôi ở ngoài này tôi hỏi mấy mấy vu có ai mà tôn vinh ông Hồ Chí Minh là doanh nhân văn hóa thế giới không? Người ta nói văn hóa mà buôn bán được à? Văn hóa mà kinh doanh được à? Doanh nhân là phải là buôn bán, phải là thương mại, phải là đổi chác ha quý vị. Văn hóa mà buôn bán mà đổi chác thì còn gì là văn hóa nữa bà con? Khó vậy mà nó cũng nghĩ ra được rồi, nó gán vô cho thằng chả là doanh nhân văn hóa thế giới. Mà cuối cùng tôi nói thấy không, có điềm kêu ổng là doanh nhân à, bây giờ cái thành phố này nó mang tên của cái nhà doanh nhân đó, thành thử cái giống gì nó cũng vậy nè. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của con người, là tiếng cười của cái gì đó, tuổi trẻ là sức khỏe cho người già, truyền nhau cái bài đồng dao đó. Rồi riết rồi nó lậm vô cái vận mệnh. Một cái đất nước mà tôn thờ kim tiền. Có người người ta nói thôi, không ấy đề nghị đổi tên lại đi.
Chứ để thành phố Hồ Chí Minh thấy xúc phạm đến nhà doanh nhân văn hóa thế được thế giới tôn vinh. Mẹ tôi nói mẹ gọi bác là doanh nhân là đúng quá, chuẩn quá rồi, sai thế méo nào được mà sai. Cái gì mà vô tay bác là bác cũng quy đổi ra, hỏng vàng thì cũng thóc gạo rồi tiền rồi này kia. Nói chung á, cái gì cũng nhân dân hết. À, tiền của đất của nhân dân nhà nước cũng quản lý giùm, tiền của nhân dân nhà nước cũng quản lý giùm. Nhưng mà bây giờ nhân dân thấy chưa, nhân dân thấy mình là giao trứng cho ác chưa, thấy không? Tôi là tôi nói vậy thôi, còn bây giờ bà con cô bác là phải tự mình vắt óc suy nghĩ làm sao để mà không đưa tiền cho nó nữa. Thắt lưng buộc bụng đi, tiết kiệm đi. Rồi bắt đầu có những cái kế hoạch nhỏ đi. Ok, mình góp gió thành bão được quý vị à.